Nam ơi. Ơi. Mở nhà có quán nha. Tao đi chợ mua trái cây xíu. Hết trái cây rồi hả? Ừ, hết trái cây rồi. Gì vậy? Có tiền đó không? Có, hôm bữa tiền còn dư nè. Vậy đi mua đi. Vậy nha. Bye. À, xin chào quý khách. Không biết quý khách có muốn uống gì không ạ? Anh Lâm. Ủa? Phước. Trời đất ơi, lâu quá không gặp, ngồi xuống đi. Dạ. Uống gì không làm cho? Trời anh, em bỏ rừng, bỏ núi bạc ngàn em xuống đây mà em uống nước hả anh? Hả? Không, em xuống đây là để em bán cà phê. Em bán cà phê hả? Dạ. Được á, nhưng mà anh không ủng hộ được. Tại anh bán sinh tố mà. Không anh, cà phê nhà em rất là đặc sắc. Cà phê nhà em là cà phê chồn, con chồn nó lựa cà phê luôn, đàng hoàng luôn. Thôi, anh không tin đâu. Nhiều chỗ cũng nói với anh á là cà phê chồn, nhưng mà thật sự không phải là cà phê chồn, mà toàn là cà phê đụng bắp, đụng cái gì vô không ạ. Không phải anh, em chắc chắn với anh luôn là cà phê của nhà em là cà phê thiệt. Có con chồn mới lựa thiệt luôn. Có con chồn lựa thiệt dạ. luôn. Nhưng mà anh vẫn không tin đâu, em có chứng minh được hay không? Trời ơi, vì những cái người khách mà khó tính như anh không tin tưởng sản phẩm của gia đình em, cho nên hôm nay em mới quyết định mang tới đây một siêu phẩm giới thiệu với anh. Bé chồn. Chắc hẳn là anh chưa biết, bé chồn của nhà em với năng suất làm việc cực kỳ là hiệu quả. Chỉ với 1 giờ đồng hồ thôi, bé chồn có thể lựa được 500kg cà phê liên tục, không ăn, không uống, không ngừng, không nghỉ. Em có lộn không? Trời ơi, lộn cái gì? Mỗi ngày em đều quan sát bé chồn của gia đình em làm việc rất là hăng say. Hình như bé chồn em nó đi chơi rồi. Em nhìn nè. em mang con chồn đàng hoàng luôn á. Ờ. Anh giống con chồn của em à? Không, bậy là anh nãy mở ra là không có cái gì trong này rồi. Em sao vậy? Em mà bị mất con chồn, không có con chồn rồi ai lựa cà phê? Mà ba em đánh em chưa? Thôi để anh gọi cho ba em nha. Nè. Vậy luôn à? Dạ. Cấm số luôn rồi hả? Dạ rồi. Im. Khỏi gọi luôn. Kỳ cục để người ta nói chuyện. À không có, không có. À, dạ con xin lỗi bác. Dạ con là bạn của Phước. Dạ con mới mua của Phước mấy chục ký cà phê đó bác. Dạ. Dạ. Nhưng mà bác ơi có chuyện gì nè. Cái con chồn mà Phước nó đem lên trên thành phố nè. Cái ăn sao bả chuột bậy á. Cái chết mất tiêu bác ơi. Phước nó sợ quá trời. Hả? Cái gì? Con chồn đang ở chung với bác hả? Rồi, được rồi, rồi, để con nói bé. Dạ. Ồ, vậy là sao anh? Trời ơi, em đem lộn cái lồng không có con chồn trong đó. Trời ơi, mừng quá. Nhưng mà anh vẫn mua cà phê của gia đình em đúng không? Ừ. Em cảm ơn anh. Và vì cái chuyện là anh mua cà phê của gia đình em. Em kiếm gì? Cho nên, em có một món quà tặng anh. Này của em nè. Đây, em tặng anh. Vì anh là khách hàng mới mà anh mua số lượng lớn nữa. Tặng anh luôn hả? Dạ. Màu xanh hả? Dạ. À anh hiểu rồi. Là do là gia đình em thích màu xanh, em thích màu xanh cho nên em tặng khách hàng màu xanh chứ gì. Ừ, không phải. Tùy có người nói với em á là anh thích màu xanh mà. Ai nói với em là anh thích màu xanh? Lâm ơi. Ơi. Ủa? Ủa? Nhân. Phước, đâu vậy? Gì vậy? Trời ơi. Trời ơi. Vào đây. Làm đây nè. Làm đây hả? Ờ. Nè. Nhân nói với em á là anh thích màu xanh. Tại vì nó chơi với anh từ nhỏ đến lớn cho nên là em muốn cái gì là em hỏi nó à. Gì thằng ông nội, tao thích màu xanh hồi nào? Ủa tao có nói nào đâu trời. Mấy năm trước tao gọi cho mày, mày nói tao là anh Lâm thích màu xanh. À, tao nhớ rồi. Tại cái bữa đó tao nghĩ là cái màu xanh nó đẹp, con trai á, ai cũng thích mặc màu xanh, tại màu xanh nó đẹp mà. Cho nên tao nói mày vậy á. Nhưng mà tao không có thích màu xanh. Anh không thích màu xanh hả? Không. Ủa? Dạ, vậy thôi anh trả lại em đi. Em nghĩ anh thích màu xanh cho nên em mới tự đi lựa. Em tặng cho anh. Đồ của em tặng thì anh thích hết. Thiệt không? Thiệt. Thích điều gì có mặc không? Mặc chứ, mặc mỗi ngày luôn. Thôi anh thích là em vui rồi. Bây giờ anh cứ mặc đi nha. Bây giờ em đi về quê em lấy cà phê này em giao cho anh nha. Ok. Dạ. Ừ. Em đem đây về. À đây nè. Dạ thôi, ở đây chơi nha, bữa sau gặp nha, em về nha. Bye bye nha. Dạ. Đi cẩn thận nha. Dạ. Đến nơi nhớ gọi cho anh á. Thằng Quý. Gì nữa hả? Mày phải chịu trách nhiệm cho tao đó. Trách nhiệm gì? Mày nghĩ sao nói tao thích màu xanh? Làm cho lỡ dở chuyện của tao với lại Phước vậy á? Thì tao nghĩ là màu xanh nó đẹp nên là con trai nó không thích màu xanh mà.
đẹp cái gì trời đất ơi, tôi thấy cái màu xanh nó quê mùa muốn chết luôn à. Ý mày nó tàu quê ấy hả? Không có, ý là cái màu nó không có được sang chảnh cho lắm. Tại mày không biết cách phối đồ thôi, tao chỉ mày cách phối đồ mặc cái bộ màu xanh này nè, nhìn rất là đẹp. Ôi vậy hả, vậy mày giúp giùm tao đi ha. Ok. Trước khi tao phối đồ cho mày, tao sẽ nói thêm về màu xanh. Thì màu xanh nó rất là nhiều sắc độ, và mỗi một sắc độ á, nó cho một cái đặc tính khác nhau, giống như một màu xanh nhạt. Thì nhìn cái chàng trai thấy nhìn nó rất là vui vẻ, nó không phải quá buồn rầu. Còn những cái màu sắc xanh giống như là sắc xanh mà bé nãy tặng cho mày, và sắc xanh là sắc xanh navy, xanh đậm. Thì nó thể hiện ra một người đàn ông rất là lạnh lùng. Nó vừa mang một cái nét buồn nhưng lại mang một cái nét lạnh và khuynh ngầu nữa, cho nên là không quá khó khăn trong việc phối đồ. Bộ đầu tiên dễ dàng nhất á, là mình sẽ phối hai cái bộ như vậy luôn, phối một bộ xanh như vậy luôn. Điểm đặc biệt của bộ này là sẽ không cắt cơ thể, nhìn rất là liền mạch. Nó đảm bảo được cái việc là nhìn người rất là dài, không bị cắt người ra. Ở phần cổ có một cái chữ như vậy nè, người ta kéo tầm nhìn nó phi lên phía trên thì nhìn mình rất là cao, không có tạo cảm giác như bị thấp xuống. Và đặc biệt nữa, ta sẽ phối thêm một cái cọng dây nịt màu đen như vậy nữa, tạo một cái điểm nhấn ngay eo. Bộ thứ hai vẫn với cái quần xanh này, tôi sẽ phối chung với cái áo đen tay dài như thế này. Nhìn rất là lạnh lùng. Thì cái bộ này dành cho những ngày trời lạnh á, thì cái màu tối lúc nào nó cũng sẽ, nó không hấp thụ nhiệt, cho nên là mặc màu tối vào mùa đông rất là tốt. Phối lại cái áo màu xanh này nhưng là phối laser, có nghĩa là áo đen ở trong và áo xanh ở ngoài kết hợp chung với một cái quần đen này như thế này này. Cái bộ này rất là thích hợp với ai, những là người gầy như là mày, có thể là mặc laser như thế này đó, nhìn mình giấu được cái khuyết điểm là mình trong còi xương. Ta vẫn sử dụng lại cái áo xanh được tặng, nhưng mà ta sẽ phối chung với một cái quần short ngắn, tạo cái sự năng động. Những cái buổi là mình đi chạy bộ, mình đi dạo, đặc biệt thêm là sẽ thêm một cái áo khoác bomber, nhìn rất là trẻ trung. Đẹp đó, để đi thay mới được. Anh ơi. Sao vậy, mắt to lét hả? Đi không em. Không có. Đi sao? Thì em gọi điện lên, nói con chồn nhà em nó ngã ngang rồi, nó chết rồi. Cái gì mà đột ngột quá vậy nè, rồi giờ sao? Em không biết, bây giờ không có con chồn, người ai lựa cà phê vô nhà em, vậy là nhà em đâu còn bán cà phê chồn được nữa. À, anh có một con. Anh kiếm con chồn khác hả? Không phải, con mèo. Mèo? Ừ, con mèo nhà anh nó thông minh lắm. Anh nghĩ là nó có thể làm ra cà phê mèo cho em. Là nhà em sẽ không làm cà phê chồn nữa. Đúng. Mà nhà em sẽ là cà phê mèo. Đúng. Để em gọi tí em. Ok, cái là em mượn con mèo của anh nha. Ừ, gọi rồi, đi. Em cảm ơn anh, em đi nha, em cảm ơn anh nha. Cà phê mèo. Bye. Ủa, không có chồn mình làm cà phê mèo được không ta? Thôi kệ, mình thông minh quá. Mấy năm trước tao gọi cho mày, mày nói tao là anh Lâm thích màu xanh. À, tao nhớ rồi. Tại cái bữa đó tao nghĩ là cái màu xanh nó đẹp, con trai á ai cũng thích mặc màu xanh, tại màu xanh nó đẹp mà, cho nên tao nói mày vậy á. Nhưng mà tao không có thích màu xanh,